khó khăn giông bão. Và đại bàng còn là biểu tượng cho một tầm nhìn xa, sự kiêu hãnh và bất tử. Và hình ảnh chú chim đại bàng trong tác phẩm Wings of Glory, đôi cánh của vinh quang, do trường quốc tế Bắc Mỹ biểu diễn ngày hôm nay như khẳng định được rằng mỗi em học sinh SNA nói riêng và học sinh của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng nói chung luôn mang trong mình những tố chất đại bàng, và để đạt đến đỉnh cao của vinh quang, các em học sinh thân yêu của chúng ta đã luôn sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn của bản thân và luôn mang trong mình niềm tin, niềm khát khao chiến thắng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm này, và chúng tôi muốn nhắn nhủ quý vị rằng SNA cũng như tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng là một bệ phóng vững chắc cho những tài năng thực sự, những doanh nhân trẻ và những nhà lãnh đạo.